Đấu phá thương khung phần 6 tập 95. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Vua Phim 10 phút. Chỉ một hành động nhỏ, nhưng có ý nghĩa rất lớn với công sức muội đã ngồi cắt ghép video để mang đến cho các huynh những thời gian xem phim thật thoải mái. Hãy bỏ ra 3 giây cho muội xin một like và một comment vào phần bình luận để ủng hộ cho muội nha. Tiếp theo bối cảnh ở tập trước. Trong thế giới màu bạc rực rỡ, sấm sét như cự long rít gào điên cuồng. Tiếng sấm rội ầm ầm vang vọng tại phiến không gian này không ngớt. Nơi kỳ dị bực này, e rằng chỉ có thể tồn tại trong không gian hư vô nơi đây mà thôi. Trong lôi trì màu bạc có một thân ảnh đang ngồi xếp bằng. Cách đó không xa cũng có 11 con khôi lỗi làm động tác tương tự. Chúng tạo thành một vòng tròn lấy Tiêu Viêm làm trung tâm mà vây quanh hắn. Bên ngoài vòng tròn đó, sấm sét cuồng bạo vẫn điên cuồng rít gào như vô tận. Từng cột lôi đình thô to tựa những con cự mãng, không ngừng đánh mạnh lên 11 con khôi lỗi, nhưng công kích khủng bố như vậy cũng chưa từng làm thân hình chúng rung lên lần nào. Ngược lại, càng làm cho hào quang trên người chúng phát ra rực rỡ hơn trước. Sấm sét trong thế giới đơn điệu này tựa như không bao giờ ngừng lại. Dưới hoàn cảnh lúc nào cũng nổ mạnh ầm ầm, như thế này thì thời gian như nước chảy thấm thoát đã qua. Trong chớp mắt, nửa tháng cứ như vậy mà lặng yên trôi mất. Trong thời gian này, Tiêu Viêm cũng không quá bận tâm mà chỉ quan sát mấy con khôi lỗi này. Sau khi không thấy tình huống dị thường gì, hắn cũng nhắm mắt đi vào tu luyện. Những tiếng nổ ầm ầm dữ tợn và đinh tai nhức óc cũng bị tâm trí tĩnh lặng của hắn che khuất. Trong lôi trì chứa năng lượng cuồng bạo sôi sục. Loại năng lượng này nếu chỉ là đấu tôn, bình thường tất nhiên sẽ không dám dễ dàng hấp thu, nhưng sự cuồng bạo này, so với dị hỏa đang hỗ trợ Tiêu Viêm thì không thể gây nguy hiểm gì. Dị hỏa đã trải qua phần quyết rèn luyện, những năng lượng này dù có cuồng bạo hơn chăng nữa thì cũng trở nên ngoan ngoãn hóa thành đấu khí chảy xuôi trong kinh mạch hắn. Chỉ trong thời gian nửa tháng ngắn ngủi, Tiêu Viêm ngồi tu luyện trong vòng tròn do đám khôi lỗi tạo thành, năng lượng hắn thu nạp được cũng làm cho đấu khí trong thể nội tinh tiến hơn nhiều. Hắn mơ hồ cảm nhận được mình thậm chí đã chạm vào bình chứa ngũ tinh đấu tôn, trước giờ vẫn chưa xuất hiện. Lần trước thôn phệ cốt linh lãnh hỏa đã làm Tiêu Viêm nhảy từ nhị tinh lên tứ tinh đỉnh phong. Chẳng qua, khi hắn luyện hóa Long Hoàng tinh tầng cho Tử Nghiên thì đấu khí lại tiêu hao quá độ, sau khi phục hồi thì lại vượt cực hạn, cho nên lại nhân họa đắc phúc mà tích lũy thêm được nửa năm. Hơn nữa, khi dùng 5 giọt cổ long tinh huyết và cả một tia long hoàng lực do Tử Nghiên để lại trong cơ thể, nên lúc này Tiêu Viêm chỉ tu luyện được nửa tháng liền có thể cảm giác mình có thể đột phá bình chứng rồi. Đương nhiên, đây cũng chỉ là một loại cảm giác. Sự đột phá chân chính vẫn chưa sát theo quá trình tu luyện mà đến, bởi vì Thiên Yêu Khôi phát sinh một biến cố khiến hắn phải dừng việc tu luyện lại. Đây là trong lôi chỉ rực rỡ ngân quang, Tiêu Viêm khẽ cao mày nhìn Thiên Yêu Khôi. Giờ phút này, toàn thân nó đã tỏa sáng ánh ám kim chói mắt, nhưng độ sáng của vầng hào quang lại còn dày đặc hơn nhiều và cũng mạnh mẽ hơn nhiều. Đương nhiên, chuyện làm Tiêu Viêm chú ý không phải là màu sắc hay ánh sáng của Thiên Yêu Khôi, mà chính là trên ngực nó. Nơi đó, màu da vốn giống da người cư nhiên lại bị lột ra thành một vệt nứt. Nếu nhìn xuyên qua thì có thể mơ hồ thấy được trong đó lóe lên những tia sấm sét ánh bạc. Hấp thu lôi đình lực đã nhiều đến cực hạn sao? Dùng tay vuốt nhẹ cái khe trên ngực Thiên Yêu Khôi, Tiêu Viêm trầm tư một lúc rồi bất đắc dĩ lắc đầu. Do tài liệu hạn chế, nên hôm nay Thiên Yêu Khôi đã không còn khả năng tiến hóa thêm nữa. Dựa theo phán đoán của Tiêu Viêm, chỉ e rằng khôi lỗi này đã đạt đến trình độ cực hạn mà tự bản thân hắn có thể luyện chế. Ai, đáng tiếc. Tiêu Viêm lắc đầu với vẻ tiếc nuối. Tài liệu luyện chế Thiên Yêu Khôi hiện giờ chỉ là một thân thể đấu tông, có thực lực ước chừng thất bát tinh mà thôi. Cường giả như vậy đối với Tiêu Viêm lúc trước chính là một độ cao không thể với tới, nhưng hiện giờ hắn chỉ xem như là một mặt hàng bình thường. Chỉ bằng vào tài liệu như vậy mà Thiên Yêu Khôi có thể đạt đến thực lực ngũ tinh đấu tôn, như vậy thì đã là một chuyện bất khả tư nghị. Trong lòng mang theo tiếc nuối ngập tràn, Tiêu Viêm cũng chỉ đành thu Thiên Yêu Khôi đã đạt đến đỉnh điểm vào nạp giới. Sau đó, hắn đưa mắt nhìn 11 bộ địa yêu khôi còn lại. Trải qua nửa tháng hấp thu lôi đình lực, màu bạc sáng bóng trên thân chúng cũng bắt đầu xuất hiện kim quang tấm lấm. Từng đã trải qua loại kinh nghiệm này, Tiêu Viêm tự nhiên hiểu được nếu đợi cho những điểm kim quang này bao phủ toàn thân địa yêu khôi thì như vậy chúng có thể chân chính thăng cấp thành Thiên Yêu Khôi. Khôi lỗi thuật này do vị đấu thánh kia lưu lại. Lấy tầm mắt của cường giả đấu thánh thì tài liệu dùng để luyện chế khôi lỗi phải vượt xa ta rất nhiều. Không biết được cực hạn của loại khôi lỗi ông ta luyện chế sẽ còn đến đâu nữa. Tiêu Viêm trầm ngâm một lát. Tuy lần này còn chưa đạt được như hắn kỳ vọng, nhưng khôi lỗi dù sao cũng là vật vô tri. Mặc kệ có dùng tài liệu cường đại thế nào thì chỉ e rằng cũng đến được cảnh giới đấu tôn là cực hạn. Về phần những loại khôi lỗi có thể ngang tầm với đấu thánh thì e rằng không bao giờ có loại tồn tại biến thái như vậy. Nếu không, chỉ bằng điều này thật sự sẽ dọa những tu luyện giả khổ tu một cách tân tân khổ khổ để đạt cảnh giới kia vỡ nát cả mật. Mặc kệ, hay cứ chờ đám đi yêu khôi này thăng cấp hết thành Thiên Yêu Khôi rồi tính sau. Nếu có thể sử dụng 10 con Thiên Yêu Khôi lập thành trận pháp thì có thể làm chiến lực của chúng tăng lên đến thất tinh, thậm chí là bát tinh. Đến lúc đó, dù cho gặp Cửu Thiên Tôn kia thì cũng có thể dựa vào nhóm khôi lỗi này đánh với hắn một trận. Tiêu Viêm khẽ thở dài rồi liếc nhìn 10 bộ đi yêu khôi không nhúc nhích xung quanh lần nữa, sau đó lại xếp bằng ngồi xuống. Cứ qua một ngày trong thế giới lôi đình này thì kim mang trên thân 10 con khôi lỗi cũng càng ngày càng đậm, sau cùng cũng đã chiếm hơn nửa người của chúng. Dựa theo tốc độ này thì trong vòng 10 ngày hẳn là
toàn bộ địa yêu khôi sẽ hoàn toàn thăng cấp thành thiên yêu khôi, chân chính. Lúc kim mang trên thân địa yêu khôi càng thịnh thì Tiêu Viêm vẫn giống như lão tăng nhập định. Hắn ngồi xếp bằng bất động ở trung tâm đám khôi lỗi, sắc mặt nghiêm túc, từ luồng năng lượng kỳ dị dao động rồi lưu chuyển quanh thân. Ồ, ồ, xung quanh lôi trì lúc này cũng vang ra rất nhiều tiếng vang kỳ quái. Từng luồng năng lượng bàng bạc dị thường tựa như ngưng thành thực chất xoay quanh thân hình Tiêu Viêm, sau đó bùng phát hướng vào cơ thể hắn một cách điên cuồng. Quay người nhìn về phía những luồng năng lượng cuồng bạo tuôn ra dữ dội, thân hình Tiêu Viêm vẫn bất động như trước. Thân thể hắn tựa như một cái động không đáy, tùy ý để những luồng năng lượng điên cuồng ấy dung nhập. Sau khi được càng nhiều năng lượng quán thể, trên đỉnh đầu Tiêu Viêm cũng chợt hình thành một cơn lốc xoáy sấm sét khổng lồ khoảng chừng trăm trượng. Nó xoay với tốc độ khủng khiếp, từng luồng năng lượng bên trong trào ra. Rầm, rầm. Cơn lốc sấm sét không biết kéo dài biết bao lâu, khi rốt cục cũng dần có dấu hiệu yếu bớt, mà chung quanh Tiêu Viêm lúc này đã bị lôi đình lượn lở tàn phá bừa bãi. Khi nhìn thoáng qua, hắn tựa như lôi thần giáng thế tỏa ra một uy áp làm lòng người sợ hãi. Cơn lốc xoáy sấm sét ngày càng suy yếu, đến cuối cùng, rốt cục nó cũng chậm rãi tán đi. Mà cùng lúc đó, lôi đình đang tràn ngập thân thể Tiêu Viêm cũng bùng nổ thật mạnh rồi chui hết vào da của hắn đoạn biến mất vô tung. Sau khi cơn lốc và lôi đình hoàn toàn tiêu tán, thì đôi mắt đang nhắm nghiền của Tiêu Viêm rốt cục hơi run lên rồi một lúc sau mới chậm chậm mở ra. Ầm. Tại khoảnh khắc Tiêu Viêm mở bừng mắt ra, ánh mắt của hắn giống như sấm sét hóa thành thực thể mạnh mẽ phóng ra ầm ầm. Lôi đình như cự long, lôi điện dũng mãnh gầm thét như muốn xé rách không gian. Tất cả gầm lên cuồng nộ rồi xông thẳng vào chỗ sâu trong lôi trì, cuối cùng cũng biến mất không thấy gì nữa. Vù. Lôi đình như cự long bạo xuất, Tiêu Viêm cũng phun ra một hơi khí pha lẫn điện mang từ yết hầu. Giờ phút này, trên khuôn mặt thậm chí là bào phục của hắn, cũng có thể thấy được điện quang lưu động một cách mơ hồ. Ngũ tinh đấu tôn đây sao? Chậm rãi siết chặt tay, cảm thụ được lực lượng đã tăng vọt lên bội phần, khóe miệng Tiêu Viêm không nhịn được mà cong lên thành một nụ cười nhẹ. Không ngờ được, lần này trong lôi trì hắn lại tấn cấp thành công. Đây quả nhiên là một phúc địa và bảo địa khó có được. Tấn cấp ngũ tinh. Hiện giờ, nếu như dốc toàn lực thi triển thiên hỏa, tam huyền biến thì thực lực của Tiêu Viêm hẳn có thể đạt tới thất tinh đấu tôn. Có thực lực bậc này lại thêm dị hỏa và công hiệu của phần quyết, dù cho có giao thủ chính diện với thất tinh đấu tôn thì Tiêu Viêm cũng không cần phải ngại. Hiện giờ, nếu có thể gặp lại Cửu Thiên Tôn, nếu liên thủ với đám khôi lỗi thì nói không chừng có thể làm thịt được tên kia. Trong mắt Tiêu Viêm lóe lên quang mang hung lệ. Hắn chợt ngẩng đầu nhìn 10 bộ khôi lỗi xung quanh, lập tức trên mặt hiện lên vẻ mừng rỡ. Chỉ thấy hiện giờ thân thể 10 bộ khôi lỗi đã chuyển hóa thành màu vàng sáng rực. Hiển nhiên, chúng nó đã tấn cấp thiên yêu khôi thành công. Ha ha, hôm nay đúng là xong hỉ lâm môn. Quả thật là một ngày tốt. Thấy được cảnh này, Tiêu Viêm không nén được bèn cười to. Hắn chợt đứng dậy duỗi thẳng người, vừa muốn thu hồi 10 bộ thiên yêu khôi, rồi quan sát một phen bỗng trong lòng chợt máy động. Hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn thẳng vào chỗ sâu trong lôi trì. Ở đó, bỗng nhiên truyền ra dao động năng lượng cực kỳ kịch liệt. Hay mình cảm ứng sai lầm rồi. Dò xét một hồi nhưng vẫn không phát hiện được gì, Tiêu Viêm nhướng mày lẩm bẩm. Nhưng khi âm thanh của Tiêu Viêm vừa dứt thì ở chỗ sâu thẳm trong lôi trì bỗng bạo xuất ra một đạo kình phong. Nó đi đến nơi nào thì sấm sét kinh khủng trong lôi trì dường như hóa thành mai một trong khoảnh khắc. Kình phong thật kinh khủng. Cảm giác được luồng kình phong vô hình này, lông tóc toàn thân Tiêu Viêm đều đột nhiên dựng ngược. Xèo. Khi đến cả da đầu Tiêu Viêm cũng run lên thì hắn thấy, từ trong một mảnh đất đã bị luồng kình phong chôn vùi có một bóng người đang chật vật thoát ra. Mặt khác phía sau y còn có mười mấy cột sấm sét đen nhánh làm tim người băng giá, chúng tựa những con hắc long truy sát theo sau không bỏ. Lần đầu tiên thấy được những cột sét đen kịch khổng lồ kia, thì da thịt toàn thân Tiêu Viêm hắn cũng run lên cầm cập, liền thu hồi đám thiên yêu khôi, nhanh như chớp rồi không chọn lựa thêm lập tức xoay người bỏ chạy. Lần đầu tiên nhìn thấy mười mấy cột sấm sét đen kịch khủng bố như vậy, linh hồn ở mi tâm của Tiêu Viêm cũng run rẩy kịch liệt. Nó tạo thành một cảm giác nguy hiểm khó có thể hình dung, được bao phủ khắp đại não hắn. Lần đầu tiên thấy được nguy cơ khủng khiếp này, Tiêu Viêm không hề chần chờ, liền thu hồi hết khôi lỗi, không nói hai lời rồi phóng người chạy như điên khỏi lôi trì. Hắn vốn không biết bóng người chật vật đang bị lôi đình cự long đuổi giết kia, mà cũng không muốn tìm hiểu. Tên kia rõ ràng không phải loại đèn đã cạn dầu, mà đám hắc sắc lôi đình kia còn dữ tợn hơn thế nữa. Tiêu Viêm hiểu được, lấy thực lực của mình chỉ cần dính phải một điểm hắc sắc lôi đình đó, thì e rằng sẽ bị đánh cho đến nỗi cạn bã cũng không còn. Quả nhiên là vui quá hóa buồn. Không ngờ tại hư không lôi trì còn gặp phải chuyện phiền toái như thế này. Tiêu Viêm thi triển tốc độ đến mức tận cùng, từng tàn ảnh liên tục hiện lên sau người hắn. Dường như bóng người phía sau đã phát hiện ra Tiêu Viêm, nhưng điều làm cho hắn phải âm thầm kêu khổ chính là tên gia hỏa này, sau khi phát hiện ra hắn cũng không chuyển hướng, mà ngược lại còn truy thẳng đến chỗ của mình. Mẹ ngươi, ta vậy mà vẫn chưa có bản lãnh vô liêm sỉ bằng ngươi. Cảm nhận được uy áp khủng bố đang lướt đến dữ dội phía sau, Tiêu Viêm không nhịn được mà phải chửi thầm một câu thô tục. Tên kia rõ ràng muốn tìm người liên thủ giúp hắn ngăn chặn lôi đình, và cũng rất rõ ràng y đã coi trọng Tiêu Viêm rồi. Bằng hữu phía trước. Khi Tiêu Viêm đang cắm đầu chạy như điên thì một tiếng xé gió chợt vang lên sau người. Một thân ảnh uyển chuyển như quỷ mị chợt xuất hiện bên cạnh hắn rồi ngạc nhiên buông một câu, "Ngũ tinh đấu tôn, ngươi có lộn không vậy? Chút thực lực này mà cũng dám đến hư không lôi trì. Ngươi có bệnh hay không?" Nghe được mấy câu này, Tiêu Viêm như muốn hộc máu.
hắn chỉ muốn hảo hảo tu luyện mà thôi. Tên này mang đại phiền toái đến cho hắn còn chưa nói, giờ lại còn chê bai thực lực của mình nữa thì có tức không đây? Ngân quang lóe lên trên đôi chân, Tiêu Viêm toàn lực lướt về phía trước. Thừa dịp tên này thoáng sơ hở, hắn liếc mắt về thân ảnh đang bên cạnh một cái. Chủ nhân của bóng người này nhìn qua đã khá lớn tuổi. Tóc tai lão ta đã đầy sợi bạc, một thân quần áo giờ đã rách hơn nửa, hiển nhiên đã bị lôi đình phá nát. Chẳng qua, điều khiến Tiêu Viêm kinh ngạc là dù nhìn lão rất chật vật, nhưng vẫn làm người nhìn cảm thấy tràn đầy tinh lực. Khí thế này cũng dường như chứng minh hắc sắc lôi đình hủy thiên diệt địa phía sau vẫn chưa tạo cho lão một thương tổn quá lớn nào. Lão giả này tuyệt đối không phải nhân vật tầm thường. Không biết lão gia hỏa này là cao nhân lánh đời phương nào chạy ra đây. Thoáng chốc, trong lòng Tiêu Viêm đã xuất hiện ý niệm này. Đương nhiên, người dám xông vào chỗ sâu lôi chỉ ngay cả hắn cũng chỉ dám đứng dòm, thì dùng mông nghĩ cũng biết lão giả này ắt có chỗ bất phàm. Thêm nữa, dù Tiêu Viêm có chạy như điên mà vẫn bị lão đuổi theo một cách thoải mái, thì liếc nhìn là biết kể cả tốc độ lẫn thực lực của lão gia hỏa này còn vượt xa mình. Bất quá, đối với thân phận và lai lịch của cao nhân chật vật này, Tiêu Viêm hiện thật sự không hứng thú tìm hiểu chút nào. Hắn cảm giác được khoảng cách giữa bản thân và mấy cột hắc sắc lôi đình đen kìm kịp kia mỗi lúc một gần. Có lộn không vậy? Tốc độ của mấy thứ quỷ vật này cũng quá nhanh đi. Tiểu tử, lão phu đi trước một bước nha. Lão giả tự nhiên phát hiện ra tình huống này, lập tức cất lên một tràng cười quái dị. Không gian trước mặt chợt vặn vẹo một trận, lão giả kia đã liền chui tọt vào trong. Khi xuất hiện trở lại thì lão đã cách đó khoảng 1000 thước. Lão khốn kiếp! Nhìn thấy lão già kia nói chạy liền chạy, Tiêu Viêm cũng trợn mắt há mồm, chợt nổi giận mắng to. Tức giận thì tức giận, mắng thì cứ mắng, nhưng tốc độ của Tiêu Viêm vẫn không vì thế mà chậm lại. Sau lưng hắn vừa rung lên, một đôi quốc rực đã kéo dài ra rồi vỗ mạnh liên tục. Tốc độ của hắn đột nhiên tăng lên dữ dội, chỉ vài chớp mắt liền đã xuất hiện ở một chỗ xa hơn nhiều. Sau đó hắn cũng không quay đầu lại, cứ thể cắm đầu điên cuồng chạy trốn. Một đường thi triển tốc độ đến mức tận cùng, rốt cục Tiêu Viêm đã thoát khỏi mấy cột hắc sắc lôi đình kia, nhưng hắn vẫn không dám ngừng lại một giây nào. Ngẩng đầu nhìn lên thì thấy phía trước đã là cuối lôi chỉ, nên một lần nữa lập tức tăng tốc nhanh hơn, và cuối cùng đã dùng tốc độ sấm vang gió giật chạy khỏi địa phương đầy sấm sét ầm ầm này. Lao ra khỏi lôi trì, Tiêu Viêm không ngừng thở dốc trên không trung, trên mặt hắn vẫn còn vẻ kinh khiếp khôn cùng. Khó mà tưởng tượng được kết cục thê thảm ra sao nếu bị đám hắc sắc lôi đình đánh trúng. Không ngờ lôi trì này cũng không an toàn như tưởng tượng. Bên trong nơi sâu kia hẳn là có vật gì đó rất đáng sợ. Nếu không cũng chẳng đuổi lão gia hỏa kia nhảy lên nhảy xuống như thế. Điều tức một hồi, sắc mặt Tiêu Viêm cũng dần dần khôi phục, liền lẩm bẩm: "Ngươi có nói lộn không hử? Bằng vào những thứ kia mà cũng có thể đuổi lão phu nhảy lên nhảy xuống. Nếu không lo lắng khi xuất thủ sẽ dẫn đến lôi trì này bạo động, thì lão phu cũng đã sớm tiêu diệt mấy tia chớp bé như con giun kia rồi." Tiêu Viêm vừa dứt lời, thì một giọng nói quỷ dị liền nổ mạnh bên tai làm cho hắn cả kinh. Vội ngẩng đầu lên, hắn lại nhìn thấy lão già chật vật kia đang phiêu phù trước mặt trợn mắt nhìn mình. Nhìn thấy lão già này, khóe miệng Tiêu Viêm cũng chợt dần giật. Bất quá lo ngại thực lực kinh khủng của đối phương, hắn mới dằn lại câu mắng đã lên đến miệng rồi vội vàng chuyển lời, hỏi: "Những thứ kia là gì vậy?" "Chỉ là một đám quái vật lôi đình có chút linh trí mà thôi." Lão già bĩu môi, đáp. Nghe vậy, Tiêu Viêm cũng khẽ cau mày nhưng cũng không quá kinh ngạc. Dị hỏa tồn tại lâu năm thì cũng có linh trí riêng, mà sấm sét ngưng tụ đã vô số năm ở nơi địa phương kỳ dị như thế này, nếu có đẻ ra vài loại sinh vật kỳ quái cũng không có gì phải lấy làm lạ. Thực lực của lão già này ta cũng không nhìn thấu được chút nào. Chỉ e rằng là người cùng tầng thứ với lão sư hoặc Trúc Ly trưởng lão rồi. Ánh mắt lướt qua lão giả hình tượng có chút chật vật, nhưng trong lòng lại thu được một kết quả không như mong đợi. Không ngờ trong này cư nhiên lại gặp được một siêu cấp cường giả bậc này. Mà nhân phẩm của lão bất tử luôn miệng ngươi có lộn không đó. Này dường như không cao bằng thực lực của y, thiếu chút nữa đã hại hắn chết rồi. Hắc hắc, tiểu tử, ta xem ngươi dù không có thực lực gì nhưng tốc độ lại rất nhanh. Vốn muốn giúp ngươi một lần nhưng không ngờ ngươi đã tự mình trốn thoát. Lão giả xoa xoa đôi bàn tay, cười híp mắt rồi nói: "May mắn mà thôi." Tiêu Viêm nhếch môi, nhưng trong lòng lại ân cần thăm hỏi tổ tông 18 đời của lão gia hỏa này một lượt. Ai mà biết lão ta nói vậy còn nghĩ thì thế nào? Tiểu tử, trong nơi sâu của lôi trì còn có thêm những sinh vật cực kỳ quái dị. Chúng nó được lôi đình lực sinh ra nên có thể hấp thu. Chính vì vậy khi thôn phệ nó trong khi tu luyện thì chính là vật đại bổ. Ta xem tốc độ của ngươi không tồi, nếu thế thì hai người chúng ta liên thủ vào sâu bên trong chơi đùa một lúc. Thế nào? Lão già cười, nói. Nghe được lời này, Tiêu Viêm nhất thời cũng nở nụ cười khổ. Nhanh vào sâu bên trong. Chỉ cần một đạo hắc sắc lôi đình cũng có thể tùy tiện đánh hắn chết tươi. Trước đây không biết thì còn tốt, nhưng hiện giờ đã biết thì dù có giết hắn cũng không dám đi vào đó nữa. Bàn thêm nữa, lão già này vừa thấy đã muốn chửi rồi. Muốn hợp tác với hắn, Tiêu Viêm cũng không muốn tự rước họa vào thân. Có lộn không đó? Thanh niên nhân gan dạ sáng xuất hiện tại càng ngày càng ít mà. Nhìn thấy Tiêu Viêm lắc đầu, lão già không khỏi bĩu môi bèn lười nhác nói, chẳng qua gặp mặt tính là duyên. Lão phu họ Mang nhưng bất quá nghĩ rằng tiểu tử ngươi cũng không biết danh tính của lão phu. Họ Mang? Tiêu Viêm nghĩ, quả thật hắn thực không biết còn có một siêu cấp cường giả như vậy. Xem ra, cường giả chân chính ở Trung Châu quả nhiên là tương đối trầm lặng. Ai, tiểu bối vô tri. Thấy phong thanh Tiêu Viêm quả nhiên không biết mình, lão già họ Mang bày ra một bộ dạng vô cùng ấm ức như muốn khóc đến nơi. Chuyện này cũng làm cho Tiêu Viêm phải dở khóc dở cười. Vù,
Lúc Tiêu Viêm còn chưa biết phải nói gì, thì một tiếng xe gió đột nhiên từ xa lướt tới dữ dội. Sau đó, một thanh âm rõ to lập tức đã vang vọng đến. Tiêu Viêm tiểu ca, ngươi không sao chứ? Ấy chà, vậy mà lại là Thái Hư Cổ Long Nhân. Nhìn thấy thân ảnh đang lướt tới, lão già họ Mang cũng chợt ngẩn ra rồi liếc nhìn Tiêu Viêm với vẻ kinh dị. Hắn chỉ là một nhân loại bình thường thì làm sao có quan hệ với Thái Hư Cổ Long tộc cho được. Quên đi, một khi đã như vậy lão phu liền đi đây. Tiểu tử ngươi biểu hiện cũng không tệ lắm, nhưng chẳng qua còn kém lão phu nhiều lắm. Hảo hảo cố gắng. Lão già này tựa hồ như không nguyện ý gặp người lạ, vì vậy bèn nhìn Tiêu Viêm phất phất tay. Không đợi hắn đáp lại thì thân hình vừa động, lão ta đã tạo thành một cái khe không gian rồi nhanh chóng biến mất bên trong. Nhìn thấy lão già kia biến nhanh như vậy, Tiêu Viêm cũng không biết phải làm sao, chỉ biết quay lại nhìn Hắc Kình càng lúc càng đến gần. Phù, cuối cùng cũng tìm được ngươi. Hoàn hảo là trong thể nội ngươi có phong ấn của Long Hoàng đại nhân bố trí, nếu không cũng chẳng thể tìm được ngươi dễ như vậy. Nhìn thấy Tiêu Viêm vẫn bình yên vô sự, Hắc Kình cũng thở phào một hơi nhẹ nhõm, nói: "Trong lôi chỉ gặp một ít biến cố ngoài ý muốn vì vậy mới trở ra." "Tốt, ta chờ ngoài này đến bã người ra rồi." Hắc Kình cũng vui vẻ rồi vội vàng gật đầu. Chợt toàn thân hắn đại phóng hào quang, trong nháy mắt đã biến thành một con hắc sắc cự long khổng lồ. Thân hình Tiêu Viêm thoáng động liền lướt lên người hắn. Một tiếng rồng gầm vừa trào dâng, Hắc Kình đã hóa thành một quang ảnh nhanh như thiểm điện, chớp mắt đã biến mất trong hư không. Sau khi Tiêu Viêm và Hắc Kình rời khỏi không lâu, không gian nơi này bỗng nhiên gợn sóng một trận rồi một thân ảnh thương lão chợt nhảy ra. Đây đúng là vị lão giả họ Mang lúc trước. Giờ phút này, lão đang khẽ cau mày nhìn nơi Tiêu Viêm vừa biến mất giống như đang suy tư chuyện gì. "Tiêu Viêm, cái tên này nghe có vẻ quen tai." Trong không gian hư vô, một âm thanh thì thào trầm thấp đang quanh quẩn một cách chậm rãi. Một lần nữa trở về Long Đảo, Tiêu Viêm phát hiện không khí nơi này thoáng có chút biến hóa. Những khí tức cường đại yên lặng mịt mờ cũng đã xuất hiện nhiều hơn. Sự phát hiện này làm trong lòng Tiêu Viêm thoáng ngưng trọng. Những khí tức hắn chưa bao giờ cảm ứng qua hiện giờ hẳn là mấy vị trưởng lão của Thái Hư Cổ Long tộc vẫn tu luyện trong không gian hư vô. Giờ đây Long Hoàng tái hiện, những vị trưởng lão đã trở mặt chiến đấu với nhau, khi Long tộc phân liệt ắt một lần nữa lại trở về. Xem ra thực lực Đông Long Đảo hẳn bỗng nhiên tăng vọt rồi. Sau này, chỉ cần Tử Nghiên xuất quan, thì chỉ sợ đó chính là lúc bắt đầu con đường thống nhất Long tộc. Tiêu Viêm thầm nhủ. Đương nhiên hắn hiểu được con đường này sẽ không dễ dàng. Trong khoảng thời gian qua, hắn cũng đã nghe những tin tức về Tam Đại Long Đảo kia từ miệng Hắc Kình. Lấy thực lực của Đông Long Đảo mà chỉ xếp chót tứ đảo, thì đủ hiểu Tam Đại Long Vương kia là cường giả kinh khủng đến mực nào. Tuy nói huyết mạch của Tam Đại gia hỏa kia không tinh thuần và đầy đủ như Tử Nghiên, nhưng với dã tâm của bọn họ, thì dĩ nhiên không dễ dàng để nàng tùy ý hoàn thành nhất thống. Nếu chuyện này xảy ra, địa vị cao cao tại thượng của bọn họ sẽ giảm đi nghiêm trọng, mà vả lại trên đầu bọn họ cũng đột nhiên xuất hiện người có thể ra lệnh cho mình. Đối với những Long Vương có thói quen phát ra mệnh lệnh tối thượng đã nhiều năm như vậy, hẳn là sẽ khó tiếp nhận vô cùng. Ha ha, Tiêu Viêm tiểu hữu, cuối cùng ngươi đã trở lại. Hư không lôi chỉ kia quá mức nguy hiểm nên ta cứ lo rằng ngươi sẽ gặp chuyện ngoài ý muốn. Sau khi Tiêu Viêm và Hắc Kình mới vào Đông Long Đảo thì thân ảnh Trúc Ly trưởng lão bỗng xuất hiện trước mặt hai người, híp mắt cười nói: "Đa tạ sự quan tâm của Trúc Ly trưởng lão." Tiêu Viêm cũng chắp tay cười với Trúc Ly, chợt nhìn vào hai lão giả bào trắng sau lưng ông ta. Hai người này trước đây Tiêu Viêm chưa từng gặp, nhưng từ khí tức tràn ngập ra ngoài cơ thể của họ lại làm hắn hiểu được, chỉ e thực lực của hai vị này, chí ít đã là bát tinh đấu tôn hoặc còn cao hơn. "Ha ha, hai vị này là trưởng lão Cổ Long tộc ta. Chẳng qua trước nay vẫn tu luyện ở hư không nên đến giờ mới trở về." Nhìn thấy vẻ kinh ngạc trong mắt Tiêu Viêm, Trúc Ly trưởng lão mới mỉm cười, giới thiệu: "Bái kiến hai vị trưởng lão." Tiêu Viêm chắp tay, cười nói. Mà đối với sự khách khí của hắn, hai vị kia cũng cười dài đáp lễ. Theo lời của Trúc Ly trưởng lão cho bọn họ biết, Tiêu Viêm trước mặt và Long Hoàng đại nhân có quan hệ không cạn. Chính vì vậy tự nhiên họ không thể nào chậm trễ. "Tiêu Viêm thiếu gia." Khi Tiêu Viêm và mấy trưởng lão đang nói chuyện với nhau, thì một thanh âm vui sướng bỗng từ sau vọng lại. Một thân ảnh chợt thoáng hiện rồi đến trước mặt hắn với vẻ tươi cười. "Thanh Lân." Thấy thiếu nữ xinh đẹp trước mặt, Tiêu Viêm cũng chợt ngẩn người rồi bỗng vui vẻ nói: "Xuất quan." "Vâng." "Cũng do long khí trong long mộ rất nhiều, cộng thêm các vị trưởng lão Cổ Long tộc ra tay chấn áp giúp, nên muội mới có thể luyện hóa thành công linh hồn cửu đầu thiên xà." Thanh Lân cười xinh, nói: "Khà khà, linh hồn cửu đầu thiên xà trong thể nội Thanh Lân vẫn chưa bị luyện hóa triệt để, nhưng trải qua lần này thì nó sớm hay muộn cũng sẽ bị Thanh Lân đồng hóa thôi." Trúc Ly trưởng lão cười, nói. Tiêu Viêm lại đảo mắt nhìn Thanh Lân rồi chợt nhíu mày thành một đường. Bởi vì hắn phát hiện khí tức hiện tại của Thanh Lân so với hắn còn mạnh hơn một chút. "Lục tinh đấu tôn." Thanh Lân gật đầu. Nhìn thấy sắc mặt lúng túng của Tiêu Viêm, nàng không khỏi cười khẽ một tiếng. "Không cần buồn bực, Bích Xà Tam Hoa Đồng chính là đệ nhất kỳ đồng trong thiên hạ. Trên toàn đại lục, e rằng chỉ mình nàng có được, thêm nữa còn có linh hồn cửu đầu thiên xà mà thế gian chỉ một. Nếu trong hai loại trên nếu có một loại kém hơn, thì thực lực của Thanh Lân cũng không có khả năng tăng vọt điên cuồng như vậy. Vả lại, cơ hội này cũng đến với nàng chỉ một lần duy nhất." Trúc Ly trưởng lão vuốt râu, nói. Tiêu Viêm cũng cười, gật đầu. Tự nhiên hắn biết muốn tăng thực lực lên, như thế thì phải có điều kiện vô cùng hà khắc, nhưng nhìn thấy nha đầu kia một lúc nhảy lên 5 cấp một cách nhẹ nhàng, như thế thì đổi lại là người nào cũng thấy không yên. Lấy thực lực lục tinh của Thanh Lân hiện tại và phối hợp với Bích Xà,
Tam Hoa Đồng thì có thể chiến đấu một trận với Thất Tinh Đấu Tôn. Thêm vào đó, Bích Xà, Tam Hoa Đồng còn có phong ấn của cường giả xà tộc thì tất nhiên còn mạnh hơn nữa. Nói không chừng, hiện giờ nàng đã có được thực lực phong ấn đạt đến cảnh giới Thất Tinh Đấu Tôn của xà tộc. Tiêu Viêm thở dài một tiếng, trong lòng càng thêm hiểu rõ hơn về Bích Xà, Tam Hoa Đồng và cũng khắc sâu thêm nhận thức về nó. Đồng thuật bậc này không hổ là đại lục đệ nhất kỳ đồng. Trúc Ly trưởng lão, Tử Nghiên vẫn như cũ, chưa từng xuất quan sao? Tiêu Viêm trầm ngâm một lúc rồi đổi đề tài. Vẫn chưa, lần này Long Hoàng đại nhân hẳn là cần một thời gian rất lâu. Đến tột cùng khi nào ngài xuất quan, lão phu cũng không rõ lắm. Trúc Ly nhíu mày, đáp. Tiêu Viêm lặng lẽ gật đầu, nói, một khi đã như vậy, ta e rằng không thể tiếp tục đợi lâu hơn nữa. Nếu này rời khỏi đã lâu, nếu không quay về thì sẽ làm lão sư lo lắng. Thấy Tiêu Viêm muốn rời khỏi, Trúc Ly cũng không có vẻ ngăn trở. Hiện giờ không khí trên Đông Long đảo tương đối nghiêm trọng, phải tùy thời phòng ngự những cuộc tấn công khác của Tam đảo còn lại. Nếu Tiêu Viêm cứ đợi ở nơi này thì cũng không thật an toàn. Ông lập tức thoáng trầm ngâm rồi nói, cũng tốt. Tiêu Viêm tiểu hữu, ngọc giản không gian này ngươi cứ cất kỹ. Nếu sau này có chuyện muốn đến Đông Long đảo ta thì hãy bóp nát nó, lực không gian bên trong sẽ tự hình thành thông đạo không gian truyền tống ngươi đến đây. Trúc Ly trưởng lão lấy trong nạp giới ra một khối ngọc giản màu bạc tinh mỹ, đưa cho Tiêu Viêm rồi giải thích tác dụng. Tiêu Viêm cũng không cự tuyệt liền cầm lấy vật này. Loại ngọc giản không gian này chỉ cường giả có cảnh giới từ bán thánh trở lên mới có thể chế tác. Thêm nữa, quá trình chế luyện ra nó còn rất phức tạp. Một khi đã như vậy, Tiêu Viêm cũng không lưu lại thêm nữa. Sau này nếu còn có chuyện cần, tất nhiên Tiêu Viêm sẽ dốc toàn lực tương trợ. Tiêu Viêm chắp tay với Trúc Ly trưởng lão rồi nói, nhất định, sau khi quay về Tinh Vẫn Các, ngươi hãy thay mặt lão phu chào hỏi Dược Trần một tiếng. Trúc Ly cũng mỉm cười, sau đó gật đầu với Hắc Kình. Thấy thế, Hắc Kình liền vung tay lên xé ra một khe nứt không gian rồi cười nói với Tiêu Viêm, Tiêu Viêm tiểu ca, xin mời. Tiêu Viêm cũng cười lần nữa rồi ôm quyền hành lễ cáo biệt với mọi người. Sau đó, hắn liền đi vào bên trong khe nứt, mà Thanh Lân và Hắc Kình cũng nhanh chóng theo sát. Sau khi ba người tiến vào, khe nứt không gian này mới dần dần biến mất. Bên trong lục ấm sơn mạch tùy lúc sẽ ngẫu nhiên truyền ra tiếng thú giống kinh thiên, mà khi tiếng giống này tản ra thì không trung bỗng nứt thành một cái khe. Bất chợt, ba thân ảnh từ bên trong bước ra. Đó tự nhiên là ba người Tiêu Viêm từ Đông Long đảo trở lại. Phù, ra khỏi khe nứt không gian, nhìn thấy từng dãy núi liên tiếp nối nhau trải dài khắp đại địa, Tiêu Viêm tiếp tục nhìn về chân trời xanh thẳm bao la, mà không nén được thở dài nhẹ nhõm. So với không gian hư vô chẳng có điểm cuối, thì đại lục xanh tươi tràn đầy sức sống vẫn luôn làm người thư sướng hơn bội phần. Tiêu Viêm tiểu ca, từ đây hướng về phía bắc mà đi khoảng nửa ngày thì sẽ đến Tinh Vẫn Các. Bởi tình thế hiện giờ trong tộc, ta cũng không thể tự mình đưa hai vị về đến Tinh Vẫn Các. Hắc Kình quan sát phương hướng chung quanh rồi sau đó mới nói với Tiêu Viêm. Làm phiền Hắc Kình lão ca. Tiêu Viêm mỉm cười ôm quyền đáp lại Hắc Kình. Đến khi đại sự của Cổ Long tộc ổn định, lúc đó ta có thể tùy thời ra ngoài. Nếu còn gặp người của Hồn Điện, ta liền giúp ngươi thu thập bọn họ. Hắc Kình vỗ mạnh ngực, cười nói. Tiêu Viêm mỉm cười gật đầu. Hắc Kình trung thô hữu tế nên tính cách không tồi, là một người rất đáng kết giao. Tốt lắm, ta cũng không dài dòng, liền cáo biệt ở đây. Hắc Kình cũng phất tay áo vẫy chào Tiêu Viêm và không nhiều lời thêm nữa bèn xé rách không gian một lần nữa rồi biến mất. Đi thôi. Nhìn thấy Hắc Kình rời khỏi, Tiêu Viêm cũng mỉm cười rồi chuyển thân đi về phương bắc. Thân hình hắn thoáng động đã bay vút lên bầu trời và Thanh Lân cũng theo sát phía sau. Chiếu theo lộ tuyến Hắc Kình chỉ dẫn, không đến nửa ngày thì cảnh tượng quen thuộc một lần nữa đã đập vào mắt Tiêu Viêm. Tinh Vẫn Các to lớn cũng như ẩn như hiện tại một khoảng xa xa trước mắt hắn. Trong sảnh nghị sự của Tinh Vẫn Các, Dược lão đang bàn đại sự với Phong Tôn giả bỗng nhíu mày rồi cười khẽ, cuối cùng đã trở lại sao? Tiếng cười của Dược lão vừa dứt liền đã thấy không gian trong đại sảnh dao động một hồi, rồi hai thân ảnh dần dần xuất hiện trong cơn sóng không gian ấy. Tiêu Viêm. Phong Tôn giả nhìn thanh niên vừa hiện thân bỗng cảm thấy nao nao, chợt khuôn mặt ông hiện lên vẻ kinh hãi. Bởi giờ đây ông nhận thấy khí tức trên người thanh niên này, cư nhiên so với mình còn mạnh hơn một bậc. Xem ra xuất ngoại lần này có được thu hoạch không nhỏ. Ngược lại, Dược lão không cảm thấy có vấn đề gì ngoài ý muốn, mỉm cười nói. Tiêu Viêm cười cười, tự tiện tìm một cái ghế ngồi xuống rồi sau đó, kể lại đại khái các tình huống hắn đã gặp trong thời gian này cho hai người nghe. Khi nghe xong, Dược lão và Phong Tôn giả cũng đồng loạt gật đầu. Không ngờ ngươi lại còn có giao tình như thế với Thái Hư Cổ Long tộc. Dược lão cũng cười, bưng chén trà lên nhấp một ngụm rồi cười dài, nói, chỗ của ta cũng có một tin tốt đấy. A, là gì ạ? Nghe được, Tiêu Viêm liền ngẩn ra, chuyển hướng nhìn Dược lão rồi hỏi. Có liên quan đến Tịnh Liên Yêu Hỏa. Dược lão nháy nháy mắt, nói. Nghe được câu này, khuôn mặt Tiêu Viêm cũng hiện lên một vẻ kinh hỉ khó có thể che giấu. Phần tàn đồ cuối cùng của Tịnh Liên Yêu Hỏa đã tới tay. Trên mặt Tiêu Viêm tràn ngập sự kinh hãi lẫn vui mừng. Tịnh Liên Yêu Hỏa là loại dị hỏa mà hắn vẫn thiết tha mơ ước. Thứ hạng trên dị hỏa bảng đã chứng minh sự cường đại của nó. Lấy thực lực của Tiêu Viêm hiện giờ, nếu có thể luyện hóa nó, thì chỉ chuyện thực lực của hắn lập tức vọt thẳng lên cảnh giới đấu tôn, đỉnh phong trong nháy mắt, cũng không phải không có khả năng. Nào có dễ dàng như vậy. Dược lão lắc đầu quầy quậy rồi dội cho Tiêu Viêm một gáo nước lạnh. Tịnh Liên Yêu Hỏa chính là loại dị hỏa cực độ thần bí mà ngay cả ta cũng chưa bao giờ thấy được. Ngươi có ba phần tàn đồ đã là việc may bằng trời rồi. Tấm cuối cùng làm sao dễ tới tay như vậy? Ách, lão sư đã nói là có tin tức mà.
Tiêu Viêm sửng sốt rồi liền uể oải, mà thanh âm của hắn giống như người kiệt sức. Thật sự là không có phần tàn đồ cuối cùng nhưng lại có tin tức liên quan đến nó. Dược lão vuốt râu, khẽ cười nói. Tin tức gì ạ? Tâm tình đang uể oải của Tiêu Viêm chợt bay đâu mất, liền vội vàng truy vấn. Ở Trung Châu, cứ một số năm lại có một không gian, giao dịch hội mà những cường giả bình thường không bao giờ biết được. Thậm chí, một số cường giả đấu tôn nếu không có con đường riêng thì cũng không biết. Dược lão mỉm cười, nói tiếp, bởi tư cách đầu tiên để tham gia không gian, giao dịch hội chính là thực lực tối thiểu phải đạt đến đấu tông đỉnh. Nói cách khác, người có thể tham gia chỉ là những cường giả chân chính của đại lục. Không gian giao dịch hội, tối thiểu phải là cường giả đấu tông đỉnh. Nghe vậy, Tiêu Viêm không khỏi sững sờ, sau đó không nén nổi mà thở ra một hơi. Tư cách tham dự giao dịch hội này quả thật có điểm kinh khủng. Nhìn khắp các thế lực nhất lưu trên đại lục, hầu hết những cường giả đấu tông đỉnh đều bị bọn họ tận lực chiêu mộ, nhưng ở cái hội này lại chỉ vừa đạt đến chuẩn tư cách tham gia mà thôi. Với cái được gọi là không gian, giao dịch hội này trước này Tiêu Viêm hoàn toàn chưa nghe nói lần nào. Nhưng giờ đây hắn lại nghĩ đến nó vì duyên cớ phần lộ tuyến cuối của tấm bản đồ. Phần cuối tấm bản đồ của Tịnh Liên Yêu Hỏa sẽ xuất hiện ở giao dịch hội lần này. Tiêu Viêm trầm tư một lúc rồi hỏi. Trong không gian giao dịch hội lần này, ta và các bằng hữu đã hỏi thăm những người có giao tình và vừa lúc thu được tin tức kia. Thêm nữa, chủ nhân của phần tàn đồ này cũng biết nó có liên quan đến Tịnh Liên Yêu Hỏa, nhưng do chỉ có một phần nên tính trao đổi lấy vật khác. Dược lão nói, nếu biết được phần tàn đồ kia có liên quan tới vật trên đời hiếm thấy như Tịnh Liên Yêu Hỏa thì như vậy, muốn trao đổi phải trả một cái giá không nhỏ. Tiêu Viêm trầm ngâm đáp, trước đây, sở dĩ hắn chiếm được 3 phần tàn đồ là do chủ nhân của nó, cũng hoàn toàn không biết công hiệu nên hắn mới được tiện nghi như vậy. Nhưng lúc này nó đã bị biết rõ thì tự nhiên sẽ sinh ra vài phiền toái. Nhưng chẳng qua đó cũng là chuyện không thể giải quyết. Đây chính là tin tức duy nhất liên quan tới yêu hỏa mà chúng ta có được. Nếu không nắm bắt thời cơ thì có khả năng sẽ vĩnh viễn không còn cách này để chiếm Tịnh Liên Yêu Hỏa nữa. Dược lão nói, quên đi vậy, cần quản hắn là ai. Nếu đã phát hiện thì chúng ta phải cố gắng thu vào tay cho bằng được. Tiêu Viêm trầm ngâm một hồi rồi nghiến răng, nói, từ lần đoạt được phần cổ đồ đầu tiên của Tịnh Liên Yêu Hỏa đến nay, Tiêu Viêm rất thèm khát loại dị hỏa này. Những năm gần đây, hắn vẫn tân tân khổ khổ thu thập phần cuối cùng còn thiếu. Mà giờ đây chỉ còn kém một bước nữa là có được vị trí chính xác của loại hỏa diễm này, thì làm sao hắn có thể dễ dàng bỏ qua. Thêm nữa, nếu có được Tịnh Liên Yêu Hỏa thì Tiêu Viêm mới có thể chân chính chống lại hồn điện. Loại mặt hàng như Cửu Thiên Tôn, hắn hoàn toàn có thể một tát đánh chết. Dược lão gật đầu rồi chợt nói, chẳng qua việc này cũng không nói trước được. Bởi không gian, giao dịch hội 10 năm một lần, mỗi lần tổ chức đều có kỳ bảo xuất hiện. Thậm chí ngay cả thiên giai đấu kỹ cũng có thể bắt gặp. Thiên giai đấu kỹ? Nghe đến đây, sắc mặt Tiêu Viêm cũng hiện lên vẻ kinh ngạc, mà trọng lượng của giao dịch hội này cũng tăng lên không ít trong lòng hắn. Thiên giai đấu kỹ là loại chỉ những siêu cấp thế lực mới có, hơn nữa đều là chấn tông chi bảo. Loại vật như thế này ai lại lấy ra để giao dịch? Cũng như Tiêu Viêm lấy được đại thiên, tạo hóa trưởng, nếu như không có cơ duyên xảo hợp chỉ e cũng không thể đến tay. Không gian giao dịch hội này còn bao lâu nữa mới tổ chức? Tiêu Viêm sốt ruột, hỏi. Còn chưa đến một năm. Dược lão tính toán thời gian, đáp. Còn lâu như vậy sao? Nghe vậy, Tiêu Viêm càng cau mày. Hiện tại, hắn đang hận không thể lập tức thu được phần cổ đồ cuối cùng. Không quản dùng thủ đoạn khỉ gió gì, hắn nhất định phải lấy cho bằng được. Khà khà, cũng không có biện pháp. Ngươi vội vàng muốn chiếm dị hỏa thì trước tiên phải có tin tức về nó đã. Hoặc xem ai có dị hỏa thì cứ chạy đến chiếm đoạt là được. Cũng chẳng biết trên đại lục hiện giờ, ngoại trừ phần Viêm Cốc thì thế lực nào có dị hỏa nhiều nhất. Phong Tôn giả cười đùa. Tiêu Viêm cười khổ. Dị hỏa, nào có thể dễ tìm vậy? Thế gian này, nếu có dị hỏa nhiều nhất chính là Viêm tộc. Dược lão cười cười, đột nhiên nói. Bộ tộc. Nghe vậy Tiêu Viêm liền sửng sốt. Đây là thế lực gì? Sao hắn lại chưa từng nghe qua? Nó là một trong viễn cổ bát tộc. Có thực lực rất mạnh giữa các thế lực lánh đời và nằm ngoài sự tưởng tượng của ngươi. Trung Châu cũng không đơn giản như mặt ngoài nó thể hiện. Cái gọi là Nhất Điện, Nhất Tháp, Lưỡng Tông, Tam Cốc tứ phương các chẳng qua là một cách xưng hô cực kỳ tự sướng. Còn có một số thế lực mà nội tình bên trong còn sâu hơn cả cổ tộc. Dược lão thản nhiên nói. Viễn cổ bát tộc. Một lần nữa nghe được cụm từ này, trong lòng Tiêu Viêm cũng thoáng dao động, chần chờ một chút rồi nói, viễn cổ bát tộc là những chủng tộc nào? Dược lão trầm mặc một lúc rồi nhẹ giọng đáp, cổ tộc, hồn tộc, đó cũng thuộc về viễn cổ bát tộc. Ngoại trừ hai tộc này vẫn còn 5 chủng tộc khác được truyền thừa toàn vẹn cho đến nay, gồm Viêm tộc, Dược tộc, Thạch tộc và Lôi tộc. Nghe được những danh tiếng mà chưa từng biết trong quá khứ, Tiêu Viêm không nén nổi phải hít một hơi khí lạnh. Trên toàn thế giới này, quả nhiên còn có những việc vượt xa dự liệu của hắn. Vốn hắn cho rằng hồn điện đã là cực mạnh, nhưng không ngờ bọn họ cũng chỉ là một trong bát tộc. Nhưng dường như chỉ có thất tộc. Tiêu Viêm suy nghĩ một lúc rồi đột nhiên hỏi. Dược lão nhìn Tiêu Viêm chăm chú rồi mới nói, còn có một chủng tộc viễn cổ nhưng hiện giờ đã gần như phế bỏ. Tiêu tộc, cũng chính là Tiêu gia các ngươi hiện giờ. Tiêu Viêm chậm rãi thở ra một hơi dài, tựa như muốn phun bỏ tất cả tạp niệm trong lòng hắn. Trước nay hắn chưa hề nghĩ qua, chỉ là Tiêu gia, một thế lực nhị lưu trong một mảnh trời nhỏ của một đế quốc gia mã nho nhỏ, lại có một lai lịch truyền kỳ đến nỗi bọn họ không thể nào tin được như vậy. Mặc dù Tiêu Viêm không biết toàn bộ Tiêu tộc năm xưa hùng mạnh đến mức nào, cường hãn đến mức nào, nhưng có thể được đặt song song với những tồn tại như cổ tộc và hồn tộc thì tự nhiên hẳn phải có khí thế kinh thiên.
Nhưng giờ đây, một chủng tộc hiển hách đến độ này lại bị đào thải theo tuế nguyệt vô tình. Tiêu tộc cũng từng có đấu đế. Bởi vậy hậu nhân của họ cũng có huyết mạch đấu đế, nhưng loại huyết mạch này, đến đời của Tiêu Huyền, tổ tiên ngươi thì liền bị hắn sử dụng triệt để hầu như không còn. Dược lão chậm rãi kể lại, huyết mạch đấu đế mặc dù cường đại nhưng không phải là vĩnh viễn. Nó chỉ bảo lưu đến thời điểm khô cạn hẳn, mà muốn duy trì và truyền thừa xuống thì chỉ có một cách duy nhất là xuất hiện thêm một đấu đế nữa. Như vậy, huyết mạch mới có sức sống và sinh khí mới. Nhưng đáng tiếc, từ sau vị đấu đế kia thì tiêu tộc không còn xuất hiện thêm cường giả nào nữa. Cao cấp nhất và cũng gần như nhất chính là vị tổ tiên Tiêu Huyền kia. Nhưng cũng như thế, dù ông ta có muốn dốc toàn lực xé rách tâm can để cứu toàn tiêu tộc, mà cuối cùng lại làm cho huyết mạch toàn tộc trở nên suy tàn. Cho đến bây giờ, cái gọi là huyết mạch đấu đế của tiêu tộc cơ hồ như đã triệt để phế đi. Ta ở trên người ngươi nhiều năm như vậy, cũng chưa từng cảm nhận được nửa tia huyết mạch đấu đế. Điểm này, có lẽ ngươi nên biết rõ. Tiêu Viêm lẳng lặng gật đầu. Qua bao năm tu luyện, cơ hồ hắn chỉ hoàn toàn dựa vào bản thân để đột phá lằn danh sinh tử bao lần. Cái gọi là huyết mạch đấu đế dường như không có nửa phần tác dụng. Ha ha, ngươi cũng đừng để nó thành gánh nặng tâm lý. Bởi vì, lấy năng lực của ngươi thì cũng chẳng cần cái huyết mạch đấu đế kia. Lão sư tin rằng sẽ có một ngày dù sớm hay muộn, một lần nữa ngươi sẽ làm sống lại huyết mạch đấu đế như đã phế bỏ của Tiêu gia. Dược lão vỗ vỗ vai Tiêu Viêm, nói bằng giọng nhu hòa. Tiêu Viêm mỉm cười. Huyết mạch đấu đế thì như thế nào? Lấy thực lực hiện tại của hắn, dù bây giờ có gặp những thanh niên đồng lứa của những chủng tộc viễn cổ có huyết mạch đấu đế kia thì cũng chẳng sợ chút nào. Chênh lệch duy nhất giữa đôi bên chính là ai trả giá nhiều hơn thôi. Nhưng ai cũng đều hiểu được, quá trình không trọng yếu mà chính là kết quả. Sẽ không ai quan tâm ngươi đi trên con đường tu luyện bằng phẳng hay là chông gai. Mọi người chỉ thấy thành tựu cuối cùng của ngươi. Nhìn thấy vẻ mặt của Tiêu Viêm hiện giờ, Dược lão cũng vui mừng gật đầu tán thưởng. Trong toàn bộ đệ tử của ông, dù xét về thiên phú hay tính cách thì hắn vẫn là lựa chọn thành công nhất. Tuy năm xưa vẫn còn non nớt nhưng hiện giờ, hắn đã triệt để tẩy đi lớp bụi mờ. Dù sớm hay muộn, có một ngày cả đại lục này sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ tên của hắn. Lão sư sao lại có kiến giải sâu sắc với viễn cổ bát tộc thế? Loại tin tức thế này thì người thường khó mà biết được đó. Đột nhiên Tiêu Viêm nhìn Dược lão rồi cười hỏi. Khà khà, tiểu gia hỏa danh mãnh kia nghe được phong thanh gì sao? Dược lão chợt ngẩn người, cười nói. Lão sư cùng cái dược tộc kia có quan hệ thế nào? Tiêu Viêm nhẹ giọng hỏi tiếp. Dược lão một tay cầm chén trà, một tay vuốt nhẹ tròm râu. Khuôn mặt ông lần nữa lại hiện lên một nụ cười nhàn nhạt, nhưng chẳng qua trong nụ cười lại lộ ra vẻ đau thương và cay đắng tuy rất ít. Ta thực sự là tộc nhân dược tộc, nhưng lại chính là tộc nhân bị dược tộc vứt bỏ đi. Đến đây thì cũng kết thúc nội dung của tập 95 đấu phá thương khung phần 6 rồi. Các bạn nếu thấy hay hãy cho mình xin một like và comment những ý kiến của mình vào phần bình luận nhé. Đừng quên bấm đăng ký kênh và bấm theo dõi để cập nhật tập 96 sớm nhất nha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn.